Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em xin gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là chân máy hoặc chân cabin của xe Kia K165. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Kia Mobis tại Hàn Quốc nha anh em nhé. Đây. Đây. Sản phẩm của nó này. Đấy. Anh em nhìn này. 100% bằng gang luôn, sản phẩm của Mobis nên anh em nhìn này. Hoàn toàn chuẩn luôn. Đây chính là cái chân máy của nó này. Đấy. Đây, hàng xịn Mobis nhá. Đấy. Bên em rất là rõ ràng, thường là thường, xịn là xịn, cho khách hàng yên tâm. Đây là các con ốc để chúng ta bắt gen qua đây. Đó. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái chân máy, chân cabin của xe Kia K165. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.